Xin chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với kênh của Leo. Hôm nay theo cầu của quý vị khán giả, Leo sẽ hướng dẫn bài nhảy Cánh bướm vườn xuân cha 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 lai đàn. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng vào bài. Mời các bạn hãy click vào phần đăng ký và rung chuông để tiếp tục nhận được các video hướng dẫn của kênh. Trong bài này chúng ta sẽ nhảy theo phong cách cha cha lai đàn. Chúng ta sẽ đi theo hai hướng, có nghĩa là có hai tường và mỗi tường chúng ta có 8 câu cha cha vô cùng đơn giản. Và bây giờ Leo sẽ đi trước tất cả các động tác và tất cả các tường để cho quý vị tiện theo dõi nha. 5, 6, 7, vào, 1, 2, cha, 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 2, 2, cha, 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 3, 2, cha, 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 4, 2, cha, 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 5, 2, cha, 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 6, 2, cha, 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 7, 2, cha, 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 8, 2, cha, 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 tường thứ 2. 1, 2, cha cha cha, 2, 2, cha cha cha, 3, 2, cha cha cha, 4, 2, cha cha cha, 5, 2, cha cha cha, 6, 2, cha cha cha, 7, 2, cha cha cha, và 8, 2, cha cha, kết thúc. Và bây giờ xin mời các bạn vào phần hướng dẫn chi tiết. Ok, như Leo đã nói ở phần đầu, bài này chúng ta sẽ chỉ có đi hai hướng, hai tường thôi, và chúng ta mỗi tường sẽ có 8 câu cha cha, được chưa ạ? Thì mình sẽ đi từng câu cha cha một các bạn nhé, được chưa ạ? Câu cha cha đầu tiên này chúng ta sẽ có bước mở tiến kết hợp với cả, được chưa ạ? Chúng ta tay đưa lên, được chưa ạ? Thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng chân trái và đưa tay phải lên các bạn nhé, tay dưới chúng ta, được chưa ạ? Để tới phần hông eo, được chưa ạ? Ok, rồi mình sẽ có hai câu cha cha đầu tiên là chúng ta sẽ có mở tiến này, đầu tiên này, 1, 2, cha cha cha, được chưa ạ? Tiếp theo cái câu thứ hai tương tự như vậy và chúng ta mở tiến chân phải, 2, 2, cha cha cha. Và các bạn nhớ cho mình nhé, là chân thì nghịch với tay nhé, chân trái thì dùng tay phải và chân phải dùng tay trái nhé. Mình làm lại này, sang bên phải nào, 1, 2, cha cha cha, 2, 2, cha cha cha, được chưa ạ? Và đến 3, 2 thì chúng ta sẽ có bước xoay một vòng các bạn nhé. Chúng ta sẽ bước chân trái sang, 3, 2, xoay và bước về, cha cha cha, chưa? Đây là bước xoay cơ bản rồi. Bạn nào chưa nắm rõ thì chúng ta hãy xem lại phần cha cha cơ bản mình đã hướng dẫn ở bài 1. Và 4, 2 thì chúng ta lùi chân phải về, đi bình thường, 4, 2 và đi thành cha cha cha. Ok, vậy là chúng ta đã có 4 câu cha cha đầu tiên, đúng chưa? Rồi, giờ mình grab lại 4 cái câu cha cha này cho các bạn theo dõi này. 5, 6, 7 vào này, 1, 2, cha cha cha, tiếp tục, 2, 2, cha cha cha, 3, 2, xoay này, 3, 2, cha cha cha, và 4, 2, lùi chân phải, 2, cha cha cha. Ok, rồi 4 câu đầu tiên này rất dễ đúng không ạ? Rồi tiếp theo khó hơn một chút này, 5, 2 thì đến đây cha cha các bạn trụ chuyển lên chân phải cho mình rồi nhá, đúng không? Ok, thì 5, 2 các bạn nâng cái chân trái lên vuông góc này, cái đùi các bạn đưa lên vuông góc này, vuông góc, nâng cái đùi lên vuông góc, được chưa? Thì nó sẽ là 5, được chưa? 2 để các bạn gập chân vào, 2 gập chân vào đấy, và hạ chân xuống đi, cha cha cha, các bạn hình dung không ạ? Các bạn sẽ có này, 4, 2 cha 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 này, chưa? Và 5 nhấc chân lên, 2 gập chân vào, được chưa? Và bước xuống cha cha cha. Ok, thì mình sẽ lặp lại này, vào này, 4, 2 cha cha cha, và 5, 2 cha cha cha. Ok, 6, 2 tiếp tục có một bước xoay một nửa vòng tiếp này, 6, 2 thì bước chân phải lên, 6 này bước chân phải lên, 2 các bạn xoay người tại chỗ, được chưa? Và bước chân phải về, cha cha cha, được chưa? Ok, các bạn nhìn rõ bước này nhé, không chúng ta sẽ bị nhầm đấy. Ok, mình sẽ đi từ 4, 2 này, 4, 2 này, 4, 2 cha cha cha, 5, 2 nhấc chân lên, 5 chưa, 2 cụt chân vào, hạ xuống, cha cha cha, 6, 2 xoay một nửa vòng, 6, 2 xoay một nửa vòng, xoay về đây, được chưa? Và bước cha cha cha, cái hướng này chính là hướng đi tường thứ hai đó, được chưa? Và 7, 2 thì chúng ta sẽ có bước là cha cha ngang, được chưa? Thì bước chân trái sang 7, 2 và đưa chân trái về dậm tại chỗ, cha cha cha, được chưa? Và 8, 2 cha cha cha, được chưa? Các bạn có thể bước footstep đơn giản như này, hoặc các bạn có thể làm nâng cao hơn, có thể là 7, 2 cha cha cha. Đấy, khi mà các bạn đã quen rồi, và 8, 2
cha cha cha. Được chưa ạ? Ok, và các bạn lại bước tiếp đi tường thứ hai lại. Mở chân trái sang lại 1 2 cha đi bình thường đúng không? Rồi ok, mình sẽ ráp lại đi từ đầu đến cuối nhé. 5 6 7 vào mở tiến này. 1 2 cha cha cha. 2 2 cha cha cha. 3 2 cha 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 lùi chân phải. 4 2 cha cha cha. 5 2 cha cha cha. 6 2 cha cha cha. 7 2 cha cha cha. 8 2 cha cha cha. Và chúng ta lại tiếp tục lặp lại đi tường thứ hai. Thực hiện tường thứ hai thì cũng đơn giản y như vậy. 1 2 cha cha cha. 2 2 cha 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 xoay này. 3 2 cha 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 lùi này. 4 2 cha 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 này. 5 2 cha cha cha. 6 2 cha 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 và 7 2 cha 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 và 8 2 cha cha ba cha. Kết thúc, được chưa ạ? Thì mình có một cái lưu ý như này, được chưa ạ? Ở cái 7 2 và cái 8 2 á, các bạn lưu ý cho mình, các bạn có thể đi như này. 7 2 cha 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 và 8 2 cha cha cha. Ok, không vấn đề gì cả. Hoàn thành mức tiêu chuẩn của bài, được chưa ạ? Còn khi mà các bạn có thể làm được tốt hơn rồi thì các bạn có thể dùng cái chúng ta, được chưa? Chúng ta vặn hông, vặn hông, vặn hông. Thì nó sẽ đơn giản, nó sẽ là các bạn chuyển sang cho mình làm chậm này. 7, 2, được chưa? Cha, 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 được chưa? Và 8, 2, cha, cha, cha. Còn nếu các bạn làm được bình thường thì không sao cả, được chưa? Ok, ok. Và có một cái chú ý nhỏ nữa. Thì trong những cái mà những cái câu tán ra đi đổi tường ấy thì sẽ có một số đoạn là nó chúng ta sẽ có cái đoạn nhạc chờ, ví dụ là chúng ta trong cái đoạn nhạc chờ đó thì chúng ta sẽ tại chỗ và chúng ta đánh hông, chúng ta chuyển động hông và khi đến nhạc vào một thì chúng ta lại vào luôn, được chưa? Để tránh các bạn thắc mắc là tại sao nhạc lại không liền mạch, bởi vì những cái đoạn chuyển đoạn đó nó trong nhạc của Việt Nam nó sẽ có những cái đoạn mà chúng ta sẽ còn phải feel ra mới vào một được, được chưa? Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn xong bài. Chúc các bạn có một buổi tập thành công và có thật nhiều năng lượng. Và đừng quên subscribe và cho mình một like nha. Và nếu các bạn có điều gì góp ý cho mình thì hãy comment ở phía dưới cho mình để mình có thể làm những video tiếp theo tốt hơn nha. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn.